với giá vé hấp dẫn chỉ 20.000 đồng trên một vé một lượt và tàu thiết kế riêng trang trí nghệ thuật. Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 với chủ đề dòng chảy diễn ra từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 11. Trong đó, nhà máy xe lửa Gia Lâm là nơi diễn ra đêm khai mạc, bế mạc lễ hội cùng hàng loạt sự kiện âm nhạc, thời trang, nghệ thuật độc đáo, các hội thảo, workshop, hội chợ, vui chơi, trưng bày về lịch sử nhà ga. Ngày 17 tháng 11 cũng là ngày khai mạc lễ hội. Tàu LH1 xuất phát từ Gia Lâm lúc 19:05, tàu LH2 xuất phát từ ga Gia Lâm lúc 22:25 cùng ngày. Từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 11, các tàu từ lễ hội LH3 xuất phát từ ga Hà Nội 18:00, LH5 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 13:20, và chiều ngược lại. Thank you.
như này. Thank you.
cá trên kia nữa. Trên này nhá.
Đấy, bác chụp cái đó này kìa. Chụp cái đó rồi. Chuyến về là 10:50. Thank you.
1. Đi thẳng, chị cứ đi thẳng. Có, tối qua chị cũng ở đấy rồi. Em thấy chỉ dẫn đấy chứ em rất. Nhưng mà có cái gì không? Chắc là cái triển lãm với cái tòa tàu mà cũ đấy. Triển lãm thôi ạ? À? Vâng. Triển lãm à. Trưng bày mấy cái tàu đó. Thank you.
dắt xe quản lý chi xe đẹp đường trong. Hãy subscribe cho kênh Gia Lam Train Factory để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy, chỗ này là tối qua diễn ra lễ khai mạc. Tối qua. Thanh Thành cái sân tennis này là còn mời ông Kiệt sang chơi đây. Từ chỗ sân bên kia chơi. Cổng xe lửa này là hồi mới đấy mà thế nhà thì đóng cửa. Oh.
Ý, ra đây xem dép lốp. Thank you.
sao bảo là hôm qua con có chương trình ca nhạc trên tàu mà đúng không anh? Đâu, em không nói được anh. Không ấy. Sao? Với điếu sáng nhỉ. Con này là khổ một mét mét ạ. Cửa sổ kia. Sang bên này. Có 8 người đây rồi. 2, 4, 6, 8, 8, 9 người, 11 người. Chờ lên trong 11. 13 nhớ. 13 Thank you.
Thôi kệ, các cháu nó đi kệ lắm. Đây là phòng nóng. Phòng nóng, phòng nóng, phải nóng. Không cần tiền, không cần vé. Gạo đi xuống chỗ bạn nào không? Bà đi xuống chỗ bạn nào. Alo, alo, đoàn tàu chuẩn bị chuyển bánh nhá, đề nghị quý khách nhá, ổn định chỗ ngồi nhá. Tàu chuẩn bị chuyển bánh nhá, đề nghị quý khách ổn định chỗ ngồi nhá. Hãy subscribe cho kênh Gia Lam Station để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Waiting is 20 minutes, but go is only 10 minutes. Cái cây nào mà chỉ nó chỉ ra quả một lần mà thế này nhà mình có ai xuống Long Biên lên cửa này xuống nhá. Xuống ga này à? Đi. Xuống ga này mà. Đó, xuống ga sau đi. Chẳng biết đây là ga gì. Đây vừa qua sông thì làm gì ở đấy. Đây là ga gì á? Đây là ga Long Biên. Mình sang tận ga Hà Nội cơ. À thế ạ. Ngồi kia đi, ngồi kia đi.
quý khách trên sân ga, đứng cách xa đoàn tàu trên đường sắt để đoàn tàu chuyển bánh được an toàn. Attention please, train L8 4.